Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng Giêng 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập tập 1 A Di Đà Phật. Có nhiều người họ muốn hỏi những đức. Việc này, việc kia, việc nọ bằng cách nào để hóa giải? Bây giờ như đức trả lời câu này giống như trả lời chung nè quý vị. Trả lời chung hết luôn. Thuận nghịch trong cuộc đời, nghịch thì có nhiều loại nghịch, thuận có nhiều loại thuận. Để mà không có chấp nặng vào thuận, không có buồn phiền về nghịch, thì đắp vào câu A Di Đà Phật. Thuận duyên cũng niệm A Di Đà Phật, mà nghịch cảnh cũng niệm A Di Đà Phật, vui vẻ cũng niệm A Di Đà Phật, mà khổ đau cũng niệm A Di Đà Phật. Đó là trả lời hết cho quý vị nghe đó. Trong mọi hoàn cảnh nào quý vị cũng nên niệm Phật đi. Vì hỏi Nhân Đức, Nhân Đức cũng trả lời như vậy à. Vì sao? Vì chính cuộc đời Nhân Đức từ khi gặp Phật Pháp tới giờ là áp dụng như vậy, mà tất cả mọi việc nó quân bình lại. Đó là trả lời cho quý vị nghe hết rồi đó. Vì có hỏi gì những đức như thế nào, những đức cũng niệm A Di Đà Phật và khuyên quý vị nên niệm Phật đi, và nên tin Phật và chân thật niệm Phật đi. Đây là chỗ lợi ích lớn nhất. Nhớ kỹ nghe. Khỏi cần phải là tìm gặp những đức hay hỏi này kia nhiều. Vì gặp những đức vì hỏi những đức sẽ khuyên quý vị niệm Phật đi. Thì nó ủa chỉ niệm Phật thôi hả thầy? Quý vị nhớ là Nhân Đức lo cho gần 2.000 người, tổ chức bao nhiêu chương trình, bao nhiêu chục ngàn người, Nhân Đức đều là niệm Phật mà làm. Như lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm năm ngoái mà 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm tổ chức xuyên suốt 3 ngày, một cái lễ Di Đà cực kỳ đông người ta, Nhân Đức đều niệm Phật mà giải quyết tất cả vấn đề, làm tất cả các việc đều thành công. Và tất cả những bài chia sẻ Phật Pháp của Nhân Đức nhờ từ niệm Phật mà Nhân Đức chia sẻ Phật Pháp người ta nghe đâu. Mỗi khi Nhân Đức chia sẻ Phật Pháp chưa bao giờ suy nghĩ mình phải chia sẻ Phật Pháp cái gì, điều là bước vào là từ niệm Phật mà tự phát sinh ra và chia sẻ Phật Pháp. Nên quý vị có hỏi Nhân Đức thì Nhân Đức vẫn khuyên quý vị niệm Phật đi, chân thật niệm Phật đi. Thì nghe bao nhiêu bài giảng quý vị nghe đi, vì vui vẻ rồi cuối cùng Nhân Đức vẫn khuyên niệm Phật đi. Và Nhân Đức vui là từ đâu? Niệm Phật. Và hết buồn cũng từ đâu? Niệm Phật. Phiền não mà quá giải được từ đâu? Niệm Phật. Và nhìn thấu được cuộc đời này vô thường giả tạm cũng từ đâu? Niệm Phật. Niệm Phật sẽ nhìn ra được và có vô hướng giải thoát. Nhớ kỹ. Nên mỗi người chúng ta gặp pháp môn tịnh độ phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ mạnh. Đòi hỏi bạn lòng tin có kiên nhẫn hay không, lòng tin lâu dài hay không. Bữa nay chúng ta học tập một câu A Phật niệm đến cùng. Bữa nay bắt đầu là tập 1 trở lại. Và giảng lần này là giảng lần thứ 7 vậy. Người ta chia sẻ Phật Pháp có khi đề tài này, đề tài kia, đề tài nọ. Rất nhiều những đức chia sẻ Phật Pháp cũng có những đề tài, nhưng những đức lại chuyên nhất về hai cái đề tài mà học tập cả ngày, ngày nào cũng học, đó là gì? Một câu A Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Và hai cái đề học này là hai cái đề học đi sâu vào tịnh độ, gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, cực kỳ quan trọng.
Nếu như quý vị có thể có lòng tin kiên cố thì sự việc trở ngại duy trong cuộc đời này cũng có thể giải quyết được từ ngay chỗ niệm Phật. Từ ngay chỗ niệm Phật quý vị sẽ giải quyết được vấn đề nếu như quý vị là người tín nguyện niệm Phật kiên cố. Ấn Độ người ta nói rất rõ ràng, niệm Phật nó hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Nếu như quý vị niệm Phật mà gầy dựng lâu dài, chắc chắn quý vị sẽ thành công. Con người ta dễ bị thất bại là ngay chỗ nào quý vị? Thất bại là ngay chỗ nào? Dễ bỏ cuộc. Người thầy dạy đệ tử, chỗ mà người thầy thích nhất là gì? Không phải người thầy, người đệ tử này quá giỏi, mà người học trò này biết nghe lời. Thí dụ như giờ các chú mới vô chùa, đa phần những đức hướng dẫn các chú, hoặc là nghe những đức giảng, hoặc là các cụ vô chùa, hoặc quý Phật tử vô chùa, hoặc những người nữ trẻ vô chùa, đa phần đều nghe những đức giảng rồi mới vô chùa, hoặc là những đức hướng dẫn mới vô chùa, hoặc là nghe những đức chia sẻ. Bây giờ vì coi bao nhiêu con người người ta an lạc vui vẻ, bao nhiêu hạng người, bao nhiêu con người về gặp những đức, người ta đều nói sự lợi ích khi họ nghe những đức chia sẻ Phật pháp. Nếu như quý vị mà nghe những đức vị chăng thật hành trì đi, 100% quý vị sẽ thành công. Thời gian những đức đi tu được mười mấy năm mà những đức có được chỗ lợi ích lớn như vậy là từ đâu? Từ lòng tin niệm Phật mà ra. Nên ở các điểm chùa của mình nhớ kỹ cái điều này. Quý vị nghe lời những đức vị, đừng nên đọc sách nào cả, hãy chuyên nhất một câu Phật hiệu đi. Những đức từng nói quý vị nghe chú Đại Bi mà những đức còn quên luôn, mà bây giờ chỉ còn có một câu Phật hiệu mà những đức lại chia sẻ Phật pháp. Bao nhiêu có người nghe, dù ai có xem thường những đức, ai có nói rằng thầy dốt thì không biết gì kể họ, miễn bản thân những đức làm mà quý vị hãy nhìn lại thì biết thiệt là nhiều vị có làm bằng những đức không, biết rất nhiều có làm được bằng không, có tổ chức bao nhiêu chương trình cho người ta tu được không. Đây là cái vị nên nhận thức lại. Những đức tuy không biết nhiều nhưng những đức lại áp dụng trong cái cuộc đời tu của mình, và nhiều cái những đức lợi rất là lớn. Từ nhớ một câu A Di Đà Phật, những đức chỉ cần gầy dựng cái tâm nhớ một câu A Di Đà Phật. Nếu như người tu tịnh độ bị nhớ, có đọc muôn kinh vạn luận gì đi chăng nữa cũng quy nhất về chỗ gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc 100%. Nên các điểm chùa mình phải nhớ kỹ điều này, đừng nên tìm hiểu đem sách gì ra đọc nó. Quý vị hơn những đức hả? Vì hơn những đức được không? Bây giờ người trong chùa quý vị hơn những đức được không? Mỗi ngày đức sống vui vẻ an lạc, làm bao nhiêu việc đi làm thử bằng những đức đi. Nhìn từ chỗ này thì quý vị biết những đức thành công gây dựng từ đâu? Niệm Phật mà ra, gây dựng tín nguyện niệm Phật mà ra. Còn các cụ già trong chùa chỉ có một câu Phật hiệu, không cần biết gì thêm nữa chứ, niệm Phật đi. Tại vì cuối cuộc đời mình chỉ cần niệm Phật được là an tường ra đi, được Phật hay là tiếp dẫn. Thì các cụ cứ gây dựng tín nguyện niệm Phật, mình không cần nói cái gì cao xa cả. Nào là khoa học rồi, nào là thí nghiệm khoa học gì, cái chuyện đó của người ta làm. Người tu mình chỉ cần áp dụng trong cái cuộc sống mình tu hành, niệm Phật an lạc vui vẻ. Bao nhiêu con người, người ta có hiểu biết nhiều cỡ nào nhưng mà người ta sống mỗi ngày nặng nề buồn phiền, lo âu phiền não đủ chuyện. Mình chỉ cần niệm Phật an lạc vui vẻ là người ta nhìn mình ta cảm giác rồi, thì ngồi suy nghĩ có đúng không? Thì thấy lúc nào những đứa cũng an lạc vui vẻ. Như hôm qua những đứa tổ chức ở bên đạo tràng 3 chương trình mà mùng 8 tháng 3 ngày lễ phụ nữ, cho đại chúng trong chùa có một bài giảng và chương trình, thấy không? Đơn giản bình dị mà đa phần ai cũng vui vẻ an lạc vô cùng, lúc nào cũng đem cái cười tặng cho người ta, lúc nào cũng đem cái bình an đưa cho người ta. Cái này mới là cái cực kỳ quan trọng của đời người chúng ta, mà đến cái cuộc đời này mà làm được những việc như vậy. Lúc nào những đứa cũng đem sự bình an cho người khác. Tất cả việc trong chùa, người trong chùa đông như vậy, những đứa nói mạnh dạn một câu, vì hãy làm đúng cái cương vị vì cho thật là tốt đi, cuộc sống cơm ăn áo bạn mọi mặt với vị yên tâm khỏi lo. Có khi mình có chồng, người chồng mình còn chưa mạnh dạn nói một câu gì, bản thân mình còn phải cực lực kiếm tiền chung, mà có khi còn khó khăn còn khổ. Không chỉ một mình thầy mà lo bao nhiêu chuyện như vậy. Mình được tu, mình chỉ làm một số việc trong chùa, còn kinh tế, cuộc sống quý vị khỏi cần lo. Như vậy là còn gì nữa quý vị? Mà thầy yên tâm được như vậy là từ đâu? Nhờ niệm Phật. Đúng rõ ràng một câu A Di Đà, nếu như quý vị chịu chân thật niệm,
ăn tới già cũng không hết. Nếu chăng thật đem có vật hiệu này mà áp dụng, mà chịu hành trì chăng thật, đúng là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Phước sanh vô lượng sanh từ đâu? Từ vui vẻ quan hỷ. Từ vui vẻ quan hỷ mà sanh phước sanh vô lượng. Có người niệm Phật mà nặng nề âu lo, bận tâm muốn giảng sanh mà căng thẳng thần kinh, phiền não, bận tâm tiêu cực với cuộc đời này, ai nhìn quý vị mà muốn tu? Ai nhìn quý vị mà muốn tu? Vì tu làm sao mà càng tu càng tích cực cái tâm mình, càng tu càng an lạc, càng tu càng vui vẻ, càng tu càng tự tại. Vì ta nhìn mình là ta muốn tu quý vị, đúng không? Nhìn mình là ta muốn tu. Tu làm sao mà mình không có bị phiền não, bị chối buộc gì danh lợi, là mình thấy mình tự tại rồi. Cái việc đơn giản như vậy thôi. Con người chúng ta đa phần chúng ta bị danh lợi chối buộc. Bây giờ mình tu làm sao mà có danh có lợi mà không bị chối buộc? Niệm niệm nghĩ gì người lợi ích cho chúng sanh, vậy được rồi. Bây giờ những đức có làm cái gì đi chăng nữa, vẫn là hướng đến Phật Pháp bằng cái không bị danh lợi chối buộc. Và càng tu càng hạ cái ngã xuống, càng tu càng bình dị, càng gần gũi. Vì coi những chương trình những đức tổ chức hoặc là những đức làm những cái việc mà nấu ăn mà quay lên cho vị coi, thì phải những đức gần gũi không? Đây là làm thật 100%, chứ không phải là diễn cảnh để quay phim, không phải đâu quý vị. Mà thật sự làm, vô nấu ăn là thật sự nấu ăn luôn. Đó, rõ ràng đó, xác thực đó. Nên nói rất mạnh dạng. Nên nhiều người nói, ủa sao thầy giảng pháp thì giảng mạnh dữ ha. Tôi làm nên tôi giảng mạnh. Mạnh dạng 100% khi làm một cái việc gì, những đức điều nêu việc đó là tốt, tùy duyên, ai muốn cúng dường, ai muốn phụ trợ thì phụ, không phụ thì thôi. Có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, không có thôi khỏi làm. Chứ không phải nói rằng vì đi về chùa vì cúng dường tam bảo gì công đức vô lượng, không có. Vì chỉ cần đi về chùa chịu tu hành, biết chấp hành quy củ cho đàng hoàng. Tất cả các điểm chùa, người ta nói mình đi vô trong chùa, mình gỡ điện thoại, mình giao điện thoại ban tổ chức, thì mình giao. Mình đi vô chùa là mình phải chấp hành quy củ trong chùa. Không phải một mình, mà là có rất nhiều người, chứ không phải một mình. Nên mình làm đúng cái quy củ khi vô trong chùa. Thà một ngày, hai ngày, ba ngày, còn hơn quý vị muốn ở một tháng mà vì phạm quy củ trong chùa. Mình đi vô trong chùa, mình tu, người ta đòi hỏi mình là cái gì? Phải theo cái tổ chức, người ta sắp xếp mình phải nghe lời. Rồi còn cái chuyện vị có cúng dường hay không cúng dường thì tùy vị. Vị thấy vị cần cúng thì cúng, không cúng thì thôi. Nhưng mà chỉ đòi hỏi vị là vô chùa phải chấp hành quy củ trong ngôi tam bảo. Đi đến đâu không hiểu phải hỏi. Đúng rõ ràng không? Còn người ta tu tập làm sao trong chùa, vị tu tập theo đúng giờ đúng giấc đàng hoàng, không có kiểu thức nửa đêm hôm đi lễ Phật đi gì. Ngược lại vấn đề người ta, buổi trưa đi ngủ là cùng đi ngủ hết, tới giờ ăn cơm là phải tập trung ăn cơm, cùng làm việc, hỗ trợ nhau thì cùng làm việc. Cái gì mình làm được cho chùa mình làm, dù là một cái lá cây quét một cái sáng cũng làm. Nhưng làm những gì cũng niệm Phật. Quý vị làm mà đúng vậy đi thì quý vị tu nó sẽ lợi ích biết bao nhiêu mà nói chứ, rất là lớn. Đừng có làm chuyện gì cao xa. Còn mình niệm Phật là chuyện của mình, chân thật niệm Phật đi. Chừng nào Phật rước mình về cực lạc thì Phật rước mình về cực lạc. Còn người thường trụ trong chùa phải làm tấm gương. Thầy đã dạy mình chuyên niệm Phật, mình chuyên niệm Phật à. Nếu vị không tin thì đức vị đi đây làm gì? Bây giờ người ta lo cho mình mọi mặt luôn, hướng dẫn mình tu luôn, phương pháp tu luôn, đồ đạc cuộc sống cái gì người ta cũng lo cho mình. Mình không tin người ta, vậy con người mình học đạo cái gì? Mình học được cái gì? Hồi suy nghĩ đi. Mọi mặt thầy lo cho mình hết trơn à. Nhắc nhở mình, ngồi chơi với mình, động viên mình, khuyên lơn mình. Khuyên người thường trụ trong chùa tâm lượng mở rộng ra. Thấy người ta vô chùa tu giúp đỡ người ta, cái gì người ta không hiểu thì chân thật nhắc nhở hỏi người ta, khuyên người ta, dạy người ta. Còn người ta làm ngược lại vấn đề trong chùa thì theo quy tắc từ ban đầu, mới nhận người ta nói rõ ràng, rồi khi người ta phạm thì cho người ta cơ hội, được thì cho, còn không cho cơ hội thì theo quy tắc đó mà sắp xếp. Nhưng mà nhớ kỹ, phải mở rộng tâm lượng ra, cho người ta cơ hội 2-3 lần, rồi người ta vẫn phạm như vậy thì theo quy tắc đó mà nói rõ ràng cho người ta nghe, rồi sắp xếp. Đừng có phạm một lần mà không cho người ta cơ hội. Từ khi những người này phạm một điều quá rất là lộn xộn ở trong chùa, từ đánh người hay ăn trộm ăn cắp. Còn cái việc mà ví dụ như nói lời thị phi, nói xấu người ta, mình nhắc người ta 2-3 lần mà người ta vẫn như vậy, là cứ sắp xếp.
Mình vào trong ngôi Tam Bảo, nơi ngôi Tam Bảo là nơi thờ tự. Chúng ta từ đồ đạc phơ chỗ nào đúng phơ, phơ đồ chỗ nào đúng phơ là phơ đồ, không có được phơ tùm lum tùm la. Còn phòng ốc thì ở coi, càng làm cái đồ móc đồ thì chỗ móc đồ ra chỗ móc đồ, không có được móc lên cửa sổ tùm lum. Người ta đi ngang người ta nhìn cảnh quan trong ngôi Tam Bảo, nhìn đồ đạc móc lên cửa sổ tùm lum, cái đó không khác nào cái nơi buôn bán đồ nghĩa địa, hiểu không? Nên đó là ban tổ chức trong chùa cứ điều chỉnh làm đúng như vậy, cứ dọn sạch. Lâu lâu qua Tết rồi nè, chúng ta thông báo trưa nay đồ khô người dọn hết, còn đồ nào còn lại ở cái xào đồ thì dọn, để cho cái xào đồ nó gọn bớt đi. Tại lâu lâu á, cái xào đồ dư rất là nhiều, khi người ta đến người ta cộng tu, người ta quên đồ hoặc người ta để lại rồi ta đi về. Nên lần nào cũng lâu lâu, nhất là dịp Tết mới xong hay lễ xong, là gom bớt cái lượng đồ mà còn sót lại ở trên xào, rồi lấy đồ đó giặt ủi xếp đàng hoàng lại. Có những người đến cộng tu thì không có đồ, đưa cho người ta bạn để cái xào đồ nó gọn bớt đi. Mỗi một vị trí người vô cộng tu phải biết chấp hành quy củ cho đàng hoàng. Còn người trong chùa thì xe cộ đi đồ cho kỹ lưỡng sạch sẽ, lau chùi cho đàng hoàng. Đồ tốt là nhờ người xài, mình xài kỹ thì đồ nó tốt. Chạy xe cũng như chạy cho đàng hoàng, của Tam Bảo hư hao mình sửa tốn tiền, mình cũng là lãng phí của Tam Bảo. Từ ăn uống, ăn cái gì phải ăn cho hết đàng hoàng, chứ mình đừng có ăn mà bỏ mứa, hoặc đừng có cầm đồ ăn lên nhìn nhìn mà lắc lắc đồ ăn giống nhúng chề. Cái tâm đó của mình là tâm tổ phước lớn dữ lắm, nhất kỳ. Nên nấu ăn nấu đơn giản, nấu gọn, nấu vừa ăn thôi, đừng nhiều quá, đừng thừa quá. Cho người ta ăn mà thừa quá, người ta cũng nhúng về, cuối cùng người ta mang tội. Nên mọi cái gì Đức nhắc nhở, từ người trong chùa đến người thường trụ, đến người cộng tu, Phật tử khắp nơi nghe biết rõ ràng cái vi củ trong ngôi Tam Bảo rõ ràng. Còn mình vô chùa giao điện thoại là lợi ích cho mình tu đó, có điện thoại là mình sẽ khó tu. Nên tuyệt đối không có gì cái chuyện ai mà giữ điện thoại điên gì cả nha cả. Nên ban tổ chức phải làm cho chuẩn chỗ này đàng hoàng, để cho người ta tu người ta có được sự an lạc. Còn anh em người trong chùa, vô chùa đã quyết định phát tâm đi tu, gia đình mình ai cũng biết, thì bản thân mình phải cố gắng tu tập, chứ không ai nói tu không được mà đi về. Mình đã phát tâm đi tu ai cũng biết, mình tu không được mình đi về. Tại mình tu không được, tại sao đâu thường hoàn cảnh gì, hiểu không? Con người tu chỉ cần đem cái mạng mình xem như đã chết đi, đem xác chết đi thí nghiệm tâm linh thì mình sẽ tu được. Nên cái ngã cái ta mình nặng quá nên mình phiền não nhiều. Nên nó đi đứng nằm ngồi công việc gì cũng cố gắng niệm Phật. Những đức chia sẻ Phật pháp, những đức làm nhiều việc cho người ta cười, mà nhiều người ta nói những đức điên khùng. Những đức mặc kệ họ chứ. Điên khùng mà biết vui, điên khùng mà làm được nhiều việc lợi ích cho chúng sanh. Họ thì khôn vô cùng mà họ làm bằng những đức không? Cái đặc biệt nhất là gì? Thật chắc, quan trọng. Có nhiều người nói trên trời dưới đất, họ làm bằng những đức không? Nó cái này là nói không phải kiêu ngạo gì mà nói thật, nói 100% đó quý vị xem xét đi. Cái thật chắc vẫn là thật chắc quý vị. Thí dụ như quý vị học ra bao nhiêu cái bằng cấp gì, cái đòi hỏi quý vị có bằng cấp để quý vị làm việc cho chúng sanh, làm việc này việc nọ. Những đức không có cái bằng cấp nào hết, những đức làm việc cho chúng sanh, quý vị thấy vì so sánh bằng những đức không? Chỉ có 10 cái bằng cấp cũng chưa làm bằng những đức. Nên từ nơi đó đừng bao giờ viện lý do gì hết. Thật chắc vẫn là thật chắc. Vì nói những đức khùng điên gì đi chăng nữa, mà cái quan trọng là người ta quý mến những đức đông rồi, những đức làm nhiều việc lợi ích cho chúng sanh, những đức nghĩ nhiều cách để lợi ích cho chúng sanh được là được rồi. Còn có khùng có điên gì mặc kệ những đức, chuyện này tự những đức biết, đúng không? Nên từ nơi đó cái đặc biệt của mình là người tu tập hoạt bát vui vẻ như lão Quan Đồng vậy. Càng tu lâu càng đơn giản, càng bình dị, càng vui vẻ, càng an lạc. Người ta nhìn quý vị ta cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Nhiều người, người ta cho người ta có học thức nhiều, ta nói ù ba trợn ba lơn gì, ba trợn ba lơn, mà hãy xem việc làm của người ta. Cái đặc biệt nhất quý vị hãy nhìn vào công việc làm của người ta. Kẻ ba trợn ba lơn đi ngoài đường ngoài xá, tối ngày không làm gì, ngông ngông nghiêu nghiêu làm đi long ngông, không làm gì mới đó là bạch trận ba lơn. Còn một người mà từ sáng sớm cho tới tối đều làm việc cho công chúng, làm việc cho mọi người, một ngày bao nhiêu buổi giảng đưa lên trên mạng cho người ta coi,
bao nhiêu con người coi, chia sẻ khắp nơi nơi. Vậy có phải là khùng bà điên bà chợ gì không quý vị? Ngồi suy nghĩ kỹ. Nên từ nơi đó mình muốn đánh giá một người, hãy bình tĩnh suy nghĩ việc làm của người ta. Nghiêm văn thang rất là lạc quan, rất thoải mái, rất vui vẻ. Nhưng nhắc những điều này để mỗi một con người hãy cảnh tỉnh mình và nhận thức. Nhận thức từ một câu Phật hiệu, quý vị thấy như Đức chia sẻ không? Nhưng tuy là nói một câu Phật niệm đến cùng, như vị thấy cái sự cởi mở chia sẻ ra cho nhân sinh không? Nên bao nhiêu điểm chùa người ta đưa lên gì thì mấy anh em quản chúng rất dễ quản chúng, vì thầy đã đưa ra như vậy, quý vị không nghe lời thầy à? Thầy nuôi mình, thầy lo cho mình. Trên là hòa thượng xây chùa mình cảm ơn rồi, hòa thượng lớn tuổi kế những đức lo hết cho chùa, việc này việc kia rồi lo hết rồi, thiếu cái gì mua cái nấy lo hết rồi, thùng nước nóng uống bị hư mua rồi, mấy anh em báo là rồi năng lượng để làm nóng cho các cụ tắm mua. Nó cái nghĩa là cái nhu cầu quý vị như Đức lo hết chứ còn gì nữa. Và như Đức nói điều này để cho những anh em quản chúng dễ làm. Trên đó thầy đã đưa lên vậy rồi, dù thầy ít qua bên chỗ mình bên đây, nhưng thầy đã lo như vậy, thầy nói mình phải nghe. Một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích, là kết hợp lại với nhau. Từ anh em quản chúng, những anh em xuất gia thường trụ đều phải biết làm gương, để cho người mới vô chùa theo cái đà đó mà tu tập được an lạc, được vui vẻ. Cứ khi ngồi nói chuyện với các anh em, mấy anh em thấy không? Như Đức gằn gũi, với Đức kể những câu chuyện cho mấy anh em cười, cho mấy anh em vui. Chưa bao giờ họp mà như Đức làm một cái áp lực gì cho những anh em các điểm chùa. Vì làm những áp lực đó các anh em sẽ cảm thấy nặng nề. Những Đức đều giúp cho các anh em vui vẻ. Thêm những Đức hướng dẫn những điều rất gần gũi, xác thực, và chính bản thân những Đức đã nói và làm. Những Đức mong rằng từ người thường trụ tới hàng Phật tử, hãy trân quý những nhân viên mà có một ngôi chùa, mà có ông thầy ông nhiệt tình, ông tu tập nhiệt tình, ông làm việc nhiệt tình hướng dẫn mình, và đem với mong tịnh độ tín nguyện chuyên nhất để hướng dẫn mình. Đây là nhân viên thù thắng lắm quý vị. Mong quý vị cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.